trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và trở lại với vấn đề, với bản tin có lẽ là biến cố quan trọng nhất của Washington trong tuần này là cái việc mà Trung tướng McMaster được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia mới và cái vai trò của ông trong tương lai. Thì trường hợp ông McMaster thường thì cái người cố vấn an ninh quốc gia đó, đương nhiên trong Hội đồng An ninh Quốc gia có hai người mà ngoài cố vấn an ninh quốc gia ra, có hai người khác mà cũng có ảnh hưởng, có thể nói là ngang ngửa hoặc là hơn trong cái việc mà hoạch định chính sách đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ. Đó là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Trong trường hợp tướng McMaster thì ông đã được cái, vì là một tướng hiện dịch trong Bộ Quốc phòng cho nên đã được cái sự ủng hộ của tướng Đại tướng Mattis là người Bộ trưởng Quốc phòng hiện giờ. Cái liên hệ giữa ông McMaster và ông Tillerson như thế nào? Quan điểm có gì khác nhau và có mâu thuẫn? Tôi thấy là cái chính là một ông Bộ trưởng Quốc phòng thì chuyên về quốc phòng, một ông Bộ trưởng về ngoại giao thì chuyên về ngoại giao, thì làm sao điều hành được ngoại giao chính sách của Hoa Kỳ đó, hai cái vừa ngoại giao vừa quân sự, hai cái nó phải đi đồng đều thì nó mới có một cái chính sách rõ ràng. Thì cái đó nó là một cái khôn khéo giữa cái là Hội đồng An ninh Quốc gia và bên quốc phòng và bên ngoại giao. Nhưng mà cái chính là cái gì? Cái chính là mình thấy là tương đối ông Tillerson là ngoại giao, tương đối là cũng một cái người khôn khéo và cái người không có ăn nói, không có nghĩa là không có, không phải không có hùng hậu nhưng mà không có tuyên bố. Ông lúc nào ông cũng cố gắng làm sao để cho các cái đồng minh Hoa Kỳ họ không có bị trấn an, họ trấn an. Ông Bộ trưởng Quốc phòng cũng vậy. Cái mà hay đó là họ cũng biết là bên quốc phòng là Mỹ bây giờ là số 1 trên thế giới, có Nga có muốn làm gì làm thì thật ra thì cũng không có thấm thía gì, và Trung Quốc cũng vậy thôi. Thì cái chính là làm sao mà điều hành một cái chính sách ngoại giao hay là cuốn sách với các nước đồng minh của Hoa Kỳ và các nước thù của Hoa Kỳ đó, hay là chống đối Hoa Kỳ đó, làm sao điều hành một cách là khôn khéo, làm sao vừa quân sự và vừa ngoại giao nó phải đi một cách nhịp nhàng. Khi mà mình thấy nếu mà trong cái hội đồng quốc gia, nếu mà trước khi ông McMaster đó thì ông Flynn và ông Bannon đó, ông Flynn đó thì đi đêm với Nga, còn ông Bannon đó thì quá khích, ăn nói là muốn lúc nào cũng là rất là quá khích. Thành ra bây giờ cái mà hay của ông McMaster, hay hay dở của ông McMaster là làm sao cho cái hội đồng an ninh quốc gia nó đi và nó có một cái đường hướng đi mà nó rõ ràng là một. Cái thứ hai, cái đường hướng nó sẽ giúp ông Bộ trưởng Quốc ngoại giao trước và ông Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai làm sao áp dụng được cái chính sách đó. Cái chính đó mình cũng nhớ là trong cái chính phủ Hoa Kỳ đó là ông Bộ trưởng Ngoại giao có một cái cấp ở trên ông Bộ trưởng Quốc phòng chứ không phải là cùng một cấp đâu. Nhưng mà dù muốn dù không nó bao giờ cũng vậy hết. Thì làm sao hai cái chính sách ngoại giao và quốc phòng, hai cái nó phải đi với nhau, ăn khớp với nhau để cho nghĩa là chính sách của Hoa Kỳ trên thế giới được làm việc một cách là nhẹ nhàng. Và cái sự bổ nhiệm ông McMaster nó có giải quyết được liền cái một những cái vấn đề của chính phủ Trump là cái liên hệ với Nga. Thì cá nhân của McMaster thì có một cái liên hệ gì, có vấn đề, bất cứ vấn đề gì với Nga không? Nếu mà chúng ta nhìn vào cái cách lý luận của ông McMaster trong những cái cuốn sách vừa ông viết năm 1997 đó, thì chúng ta thấy rõ một điều là ông McMaster không phải là một người chỉ có biết hùng hục đánh nhau mà thôi. Và ông ấy có thể, ông ấy là một nhà ngoại, một người biết sử dụng cái vừa ngoại giao mà vừa là về quốc phòng đi đối với nhau. Cho nên trở lại cái câu hỏi đầu tiên ấy, của anh là
giữa ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Bộ trưởng Ngoại giao và ông Mark Master đó, nó có thể có một cái sự phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng không? Tôi nghĩ là có. Bởi vì đầu tiên ấy, thì ông Bộ trưởng Ngoại giao, ông ấy là một hồi trước đã từng làm ở trong cái công ty Exxon, là một công ty đi đấu thầu để mà khai thác dầu lửa tại các quốc gia. Tức nghĩa là phải ngoại giao giỏi mới được, chứ còn bình thường là không có thể thành công được. Và ông đã từng đi với sản hoạt động ở trong Nga Xô để mà khai thác dầu lửa đó. Thì bây giờ đối với ông thì tất nhiên là cái ngoại giao nó phải rất là smooth, có nghĩa là rất là trơn chuột, chứ không phải là bị khúc mắc. Trong khi đó thì đối với ông McMaster thì làm thế nào để mà có thể thắng được, thì cái đầu tiên đối quan điểm của ông McMaster là làm sao đạt được cái sự thành công là đắc nhân tâm để tới từng nơi. Cho nên ông đã thành công một phần nào trong cái khi mà ông ở Iraq, và ông viết trong cuốn sách thì chúng ta nhìn thấy rõ một điều là đối với Việt Nam, cái nhìn của ông về cái việc mà chiến tranh Việt Nam nó như thế nào và tại sao mình lại thua. Tất cả những cái đó làm cho chúng ta nhìn thấy một điều là ông McMaster đó, nếu mà khi mà ông làm cố vấn cho ông Trump đó, thì không phải là ông cương hoàn toàn đối với Nga, mà làm sao đạt được cái mức độ cái thành công tối đa. Và như thế tất nhiên là căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ nó cũng giảm bớt một phần nào. Cái điều đó tôi thấy rằng ông McMaster có thể ông ấy làm được điều đó. Bởi vì cái quan điểm của ông Trump ấy là bắt tay với Nga, nhưng mà ông McMaster không hoàn toàn bắt tay với Nga, mà tạo nên cái sức mạnh của quân đội và ngoại giao để có thể nghĩa là thành công được, chứ không phải là đối đầu hoàn toàn với Nga như là chúng ta nghĩ rằng theo cái kiểu mà của những người khác là Mỹ với Nga phải đối đầu với nhau. Tôi nghĩ rằng không có chuyện hoàn toàn như thế. Nhưng mà tôi chỉ xin thêm một cái là rất là khó khăn là hiện giờ đó là tại quý vị cũng nhớ là 1994-95 đó thì là chính phủ Reagan, CIA đã giúp Mujahideen chống lại Nga. Ngược lại, hiện giờ 2017 thì Nga lại muốn giúp Taliban để chống lại chính phủ Afghanistan được Hoa Kỳ giúp. Thì đây nó là cái đụng đầu cũng như là hồi chiến tranh lạnh. Thì đây nó là những cái khó khăn mà các người như là ông Mattis và ông Tillerson và ông McMaster là phải giải quyết. Tại vì bây giờ Nga đó, nếu mà Nga tự nhiên nhảy vô giúp Taliban đó thì là sẽ gây khó khăn cho chính phủ. Tới bây giờ Taliban không có bành trướng nhiều được đó, tại vì không có giúp đỡ do các nước Hồi giáo cực đoan. Trong đó là cái tay của Saudi Arabia nó cũng còn ở đó, hay một phần của Iran ở đây. Nhưng mà ở đây đó thì là bây giờ Nga dễ vô đó thì là sẽ gây nhiều khó khăn cho chính phủ Mỹ chứ không phải không. Thì đây nó là những một cái mà tôi lấy một cái ví dụ để cho thấy là những người này phải giải quyết những cái vấn đề cũng là nhức óc lắm, chứ không phải là dễ đâu. Đó, thì đó là cái chuyện mà tôi muốn nhắc để cho quý vị thấy là Nga mặc dù ông tổng thống muốn đi chơi với Nga, nhưng mà Nga cũng có nhiều cái chiêu mà để phá đám lắm chứ không phải là không đâu. Đó. Và với cái việc mà bổ nhiệm ông McMaster vậy thì nó đã xóa tan hết hay là giải tỏa được những cái nghi ngờ của dư luận bên ngoài về những cái liên hệ gì mà gọi là bán chính thức giữa chính quyền Trump và chính phủ Nga? Thưa anh Bình, thưa hai chú và thưa quý vị khán thính giả, thứ nhất thì vị trí bổ nhiệm ông McMaster là chúng ta yên tâm, là chúng ta đã có một người tạm thời yên tâm, chúng ta đã có một người nằm ở trong Hội đồng An ninh, là An ninh Quốc gia. Và vị trí đó là một vị trí rất là quan trọng, chúng ta rất là sợ khi nó để trống. Nhưng mà đối với vấn đề mà liên hệ giữa Nga và cái chính quyền hiện tại thì cá nhân em nghĩ là nó vẫn chưa được
chưa được giải quyết hoàn toàn. Và tại vì gần đây chúng ta có quá nhiều vấn đề và chúng ta đã quên, dư luận sẽ tiếp tục trở lại cái vấn đề này trong tương lai, thưa anh Bình. Nếu thực sự có cái gì bên trong thì ông McMaster, ông chúng ta có thể tin tưởng là ông sẽ là cái người gọi là công tâm được cái này ánh sáng. Ông có thể là người công tâm, nhưng có thể là ông cũng không ngồi vững cái vị trí của ông nữa nếu như có những cái vấn đề nào khó khăn, thưa anh Bình. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.